Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với Con Đất Việt Nam. Và ngày hôm nay mình sẽ trên tay con Thunder trắng viền Baber Professional, một cái dòng Thunder trắng viền của thương hiệu Baber ha. Và đây là sản phẩm của chúng ta, một chiếc Thunder trắng viền nhỏ gọn, pin sạc, có cái móc treo Thunder rất là tiện lợi đây, rất là nhỏ gọn nha các bạn. Thunder này thì nặng khoảng là 400g. Phần lưỡi của Thunder được thiết kế khá là mỏng và sát ha, giúp chúng ta có thể là trắng viền rất là mịn và đẹp, tạo những đường nét sắc nét. Và mình rất là thích cái đặc điểm nổi trội của Thunder này là có động cơ turbo. Đầu tiên sẽ là nắp này, nắp nhẹ này. Máy hoạt động khá là êm ái. Và nắp thứ hai là nắp mạnh. Thunder sẽ hoạt động mạnh hơn, phần lưỡi hắn liên tục. Tuy là mạnh như vậy nhưng mà có thể là tiếng máy hoạt động khá là êm đúng không ạ? Đây là một cái dòng Thunder trắng viền ở phân khúc tầm trung giá rẻ, dành cho những thợ tóc mới vào nghề hoặc là những thợ tóc bình dân ha. Những thợ tóc mà chưa có điều kiện mua cho mình những cái dòng Thunder trắng viền chuyên nghiệp và cao cấp của One hoặc là Andis thì có thể sử dụng tạm mấy con này, để khi đến khi nào mà có tiền rồi thì chúng ta có thể sắm cho mình những cái con cao cấp hơn. Đó. Và năm trên thân máy thì có chữ 5 sao. Và thương hiệu Baber sẽ có là tem 7 màu chống hàng giả của hãng. Và kèm cái Thunder này sẽ có là sách hướng dẫn, bộ dây sạc không kèm theo dock. Và chúng ta khi mà muốn sạc thì chúng ta sẽ cắm vào cái dock sạc của điện thoại ha, và chúng ta sẽ sạc như cục sạc bình thường. Và bộ ba cử. Và cuối cùng là dầu cho phủi. Đó, những cái phụ kiện cũng khá là thông dụng đối với các tất cả các dòng Thunder ha. Đây được mình dành làm cái con chuột đồng của thợ tóc, một dòng Thunder khá là đẹp và nhỏ gọn. Pin của con này thì sử dụng được tầm cỡ 60 đến 90 phút, khá là êm. Và nó sử dụng dòng điện sạc là 110 đến 240, tức là sạc ở một nước ngoài cũng được mà sạc ở Việt Nam cũng được ha. Việt Nam sử dụng dòng điện 220, nước ngoài thì phía châu Âu thì sử dụng dòng điện 100 110. Đó. Một cái trong Thunder khá là đẹp. Đó. Đặc biệt thì nó có cái móc treo cho anh em này, khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta có thể treo lên, rất là đơn giản. Đó. Và Thunder này có giá khá là rẻ thôi. Và những anh em nào muốn mua và sở hữu cho mình cái sản phẩm này thì có ba cách thức để liên hệ ha. Thứ nhất, anh em có thể là comment trực tiếp dưới video, shop sẽ hồi đáp anh em thời gian nhanh nhất ha. Thứ hai, anh em có thể là liên hệ qua số hotline của bên mình. Số hotline bên mình là 0906 686 151 để có thể đặt hàng sản phẩm. Ngoài ra, anh em có thể là đến trực tiếp ba chi nhánh cửa hàng của bên mình ha. Chi nhánh của bên mình thì tại thành phố Hồ Chí Minh, và mình sẽ để dưới phần mô tả ha. Anh em dành một chút thời gian có thể là click xuống dưới đó và tham khảo một chút chuột đồng rất là nhỏ gọn vừa tay. Và khi anh em xem cái sản phẩm này thì có nhận xét gì về sản phẩm ha, thì đừng quên để lại phần bình luận bên dưới. Và cuối cùng, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Có Đá Việt Nam để có thể là theo dõi những cái sản phẩm mới nhất nha. Rồi, về sau mình sẽ mang đến cho anh em sản phẩm mới hơn và chuyên nghiệp đẳng cấp hơn nha. Rồi, xin chào tất cả anh em.